Đây là ở cái công viên Khánh Hội. Và cái khu này mới vừa mở rộng ra giống như là một cái vườn thú vậy đó. Ở phía ngoài kia thì đang có hội chợ. Ở phía ngoài kia, bước đằng kia thì có hội chợ. Và hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày cuối của hội chợ rồi. Thì lúc nãy mình cũng có quay hội chợ rồi. Và sẵn thì mình ghé vào trong đây luôn. Trong đây thì buổi tối giờ này thì rất là vắng, và mặc dù là có những cái đèn, nói chung là cũng có những cái đèn pha đó, nhưng mà thật sự ra hiện tại thì trong này bây giờ chỉ có một mình và có một cái đèn này rất là ghê nè, nó cứ chớp. Thì mình sẽ đi vòng vòng, do là mình quay bằng cái camera này và cái action cam. Action cam nó chỉ quay hành động này kia được thôi, chứ còn nếu mà về cái khả năng quay thiếu sáng của nó thì hơi kém một chút xíu, nhưng mà vẫn có đèn. Nói chung là cũng có những cái nơi hơi thiếu sáng thì quay nó sẽ không rõ, nhưng mà thôi kệ, coi như là mình vừa quay và mình vừa test luôn cái camera này của mình. Mình hiện tại thì giờ này bởi vì cũng gần 9 giờ tối rồi đó. Đây là công viên này thường ngày á, giờ này là công viên này cũng đóng cửa rồi, nhưng mà vì có hội chợ nên là công viên hôm nay cũng mở đến giờ này luôn. Nhưng mà thật sự ra thì trong đây vắng lắm luôn á, hầu như là chỉ có một mình à. Với lại có hai người đang đi bộ ở phía đằng kia, họ đang đi tới. Mình cũng muốn đi lần vòng ở trong đây xem như thế nào. Bắn me thật ra thì buổi tối mà đi ở trong đây á, nghe những cái mùi cây cỏ hoa lá này kia, nghe giống như là ở những cái vùng quê, những cái miền quê á. Ở đây có một cái chiếc xe. Một cái chiếc xe này thì nó giống như là bị rong rêu đóng á, nhưng mà người ta trải những cái lớp thảm nhân tạo lên trên chiếc xe đó. Đó, vắng hoe hơn là mình có đem theo cái đèn đại đầu. Đó, mình có đem theo cái đèn Nikon tiếp 2 đội đầu, nên là mình có thể có đủ ánh sáng để mình quay. Rất là vắng trong đây hiện tại thì chỉ có một mình thôi. Cũng có một hai người ta tập thể dục nhưng mà người ta đi ra rồi. Thấy không? Toàn là cây cỏ này kia không à. Những cái đèn này á, nó chỉ đủ để thấy đường đi thôi, chứ thật ra thì đối với cái camera này thì không thể nào mà quay sáng được. Nếu mà mình không có đem theo cái đèn Nikon tiếp 2 mình gắn nó trên cái nón thì thật sự ra thì quay sẽ không thấy cái gì hết. Cũng may là mình có đem theo cái đèn này. Cái đèn này thì ngoài cái công dụng là bởi chiếu sáng ra thì nó có một cái chế độ turbo để giúp cho mình có thể là mình tự vệ. Nếu mà mình chiếu vào trong mắt của người ta thì họ sẽ bị lóa mắt tạm thời, đủ thời gian để mình có thể thoát ra khỏi cái vị trí nguy hiểm. Cây rừng rất là nhiều luôn. Ở phía đằng kia thì thấy không? Đó, ở phía đằng kia thì có những cái con hùng, con nai gì đó. Cây cỏ rất là nhiều luôn. Thật sự ra thì nếu mà có hình con cọp nữa nè. Nếu mà tâm tư đang buồn mà đi vô trong đây, phải nói gọi là không biết phải diễn tả như thế nào. Thật sự luôn, rất là thảm, rất là buồn.
Châu nè. Vô trong khúc này nó ghê rồi mọi người. Thật sự cái cảm giác mà đi một mình trong một cái khu rừng, giống như là biết ở phía ngoài kia là có người, ở phía ngoài kia là hội chợ rất là nhộn nhịp, nhưng mà trong đây thì vắng hoe, có một mình à. Thấy không? Có những cái bóng đèn nó lê lướt. Đây là đèn Nikon tiếp 2. Và cái độ sáng này mình đang mở cái chế độ gọi là 200 lumen. Và nếu mà mở turbo lên á, mình phải giữ nút và nó sẽ được 700 lumen. Có thể thấy ở phía đằng kia, ở đây thì có cái rào chặn lại rồi. Và phía dưới này đó là một cái phía bên dưới á, thì nó là một cái con sông, thấy không? Đó, sông. Đây là cái chế độ turbo 700 lumen, 720 lumen. Một con sông, con cam dưới đây nè. Ở đây là một cái cây cổ thụ. Đó vậy thôi. Xong rồi. Bây giờ là trong đây thì hơi ghê, bởi vì mọi người nhìn xung quanh nè, có mình nè, có ai đâu. Mặc dù là nhà sập sình tới ở phía ngoài kia á, nhưng mà cách mình cũng khoảng vài trăm mét, và ở đây thì chỉ có một mình thôi. Tuy vậy mà mọi người đừng có tưởng bỡ, bởi vì á buổi sáng mình quan sát được ở trong đây á là trên những cái trụ điện, những cái cột thì có những cái camera để quan sát đó, nên là sẽ có một cái đội quản lý, họ sẽ xem nhất cử nhất động ở trong cái công viên này thôi. Tới đây thì sớm rồi, mình không cần phải đợi cái đèn nữa đó. Ở đây thì một cái dãy đèn rất là sáng. Có vài người giờ này họ tập thể dục nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều á. Ở đây thì có còn trông, đương nhiên là vì tối rất là khó để thấy ở phía trong đó, nếu mà không có đèn sáng. Từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 1 tháng 12 2022 với nhiều trạng thái.
mong là khán giả sẽ cùng hưởng ứng trong nhà hàng đêm của chúng tôi cùng với doanh nghiệp của Hội Chợ. Còn bây giờ, trên đây là nam ca sĩ Duyên, chúng ta gặp gỡ một cô gái rất duyên dáng, vô cùng xinh đẹp, nữ ca sĩ Thảo Điền. Quý vị ơi, chúng ta gặp Thảo Điền. Ở đây có một cái hồ sen và có một gia đình đang ngồi trên cái hồ đó. Thôi thì để cho họ ngồi đi, mình sẽ không đến đó. Đây là công viên Thánh Hội và là buổi tối. Có thể thấy là ra đây chụp ba tanh hoặc là tham gia những cái hoạt động đạp xe, xích lô, mini này kia vân vân. Có sân banh và có vài chục người đang đá banh. Còn vài người thì họ đang đánh cầm. Hơi thiếu sáng nên là khi mà mình quay á, thì cái độ sáng của video nó sẽ không có được cao. Camera này chỉ quay tốt ở những nơi đủ sáng thôi. Còn nếu mà thiếu sáng thì phải có đèn hỗ trợ. Còn nếu mà không có đèn thì sẽ không thấy gì hết. Có những chiếc xe đạp bay, xe xích lô mini vân vân. Và phía bên trong thì có đu quay, có những cái trò chơi dành cho con nít và kia vân vân. Và phía dưới này thì tạm thời phải nói là hết cái công viên Khánh Hội rồi. Và trong cái khu này đó là cái khu kết. Cái khu kéo dành cho con nít nó chơi, có những cái dụng cụ tập thể dục, nhưng mà nó hơi tối nên là quay mọi người sẽ không thấy đâu. Phía dưới kia thì tối hù à. Thôi thì xem như là mình đã quay hết cái video rồi. Một lát nữa thì mình sẽ đi về. Mình kết thúc video ở đây nha. Đó thì ở đây chỉ là một cái công viên Khánh Hội thôi. Mình cũng có quay cho mọi người xem rồi. Và nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nha. Để khi mà mình bật được nút kiếm tiền lên, mình có một cái nguồn thu phải tạm nói là ổn á, thì mình sẽ trích ra một phần mình để làm từ thiện. Tuy nhiên bởi vì mình nói mình sẽ làm, bởi vì đó là cái tâm nguyện của mình từ lúc mà mình còn nhỏ xíu đến bây giờ, mà hiện tại thì mình chưa có thực hiện được. Nên là mình muốn muốn thực hiện nó. Hy vọng là một thời gian nữa thì sẽ đủ điều kiện để thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào mọi người nha.